Sammy ơi, tôi bên dưới này nè Sam ơi. Bà ra đây gặp tôi đi mà Sam ơi. Hả? Hình như là ông Phong thì phải á. Sam ơi, Sam đâu rồi? Ơ, Sam ơi, tôi nè. Ông để đây làm gì? Ơi trời ơi, cho tôi xin lỗi đi mà. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Sam ơi, làm ơn tha lỗi với tôi đi mà. Tôi không biết là hôm qua tôi làm gì ông giận. Nhưng mà hôm qua ông đã đuổi tôi về làm tôi buồn lắm luôn á. Ơi, tôi xin lỗi mà, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Thật sự là do là hôm đó tôi hiểu lầm Sam cho nên là tôi mới đuổi Sam về. Chứ tôi không có ý gì đâu, làm ơn đừng giận tôi mà. Thôi đừng nói nữa, tôi không muốn làm bạn với ông đâu. Ông về đi, đồ đáng ghét. Sam ơi, cho tôi xin lỗi đi mà, Sam. Trời ơi, Sam giận tôi thiệt rồi hả? Vậy chẳng lẽ tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc tại đây sao? Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai, vì thấy em xinh tỏ tình là chính. Còn anh ấy không giống bọn nó, vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha. Ai, không biết giờ này Sammy đang làm gì ta. Trời ơi là trời, buồn quá bạn ơi. Tính ra Sammy giận mình được 2 ngày rồi các bạn. Không biết là mình có thể làm bạn với Sam được nữa không đây. Nhiều khi Sam không thèm nói chuyện với mình luôn á bạn ơi. Buồn quá. Ai, mà không biết giờ này Sam đang làm gì nữa mà chưa thấy đi học nữa. Ơ, hình như mình thấy tên Sam kìa bạn. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ chạy đến, mình sẽ xin lỗi Sam nha bạn nha. Hy vọng là Sam sẽ gọi là tha lỗi cho mình. Không biết Sam đâu. Sam ơi Sam đâu ta? Ôi, Sam kìa, Sam kìa. Ê, Sam ơi bà tha lỗi tôi đi mà. Tôi biết lỗi rồi, bà tha lỗi tôi đi. Ông là ai vậy? Tôi quen ông đâu. Tránh ra, tôi đi học rồi nè. Sam, từ từ đã. Đừng mà, bà đừng có đối xử với tôi vậy mà. Bà cứ giận tôi hoài à. Tôi biết lỗi tôi rồi. Tôi biết là tôi sai, tôi xấu xa lắm. Tôi không hiểu gì hết mà tôi đã giận bà. Tôi đuổi bà về. Tôi xin lỗi, làm ơn tha lỗi tôi đi mà. Tôi không cần biết, bây giờ chúng ta không còn là bạn bè nữa, ok? Thôi bây giờ tôi đi học, ông đi học với cả chị bây giờ. Không, tôi không cho bà đi học đâu. Bà phải tha lỗi tôi cơ. Tôi muốn bà tha lỗi tôi, làm ơn tha lỗi tôi đi. Bây giờ tôi đếm 1-3, ông mà không đi á, là chết tay tôi á. Ôi đừng mà, bà có đếm đến 100 cũng vậy thôi. Tôi nhất quyết không cho bà đi đâu. Bà phải tha lỗi cho tôi đã. Tha lỗi tôi đi mà Sam. Đi mà. Không, tôi không đi đâu. Đếm đi. 2. Nhất định là không đi. Tôi phải xin lỗi cho bằng được. 3. Không. Cái này là do ông tự gánh chịu nha. Cái gì? Ê, cái gì vậy Sam? Cái gì vậy? Sam ơi, tha lỗi tôi đi mà Sam. Sam ơi, đừng làm như vậy với tôi mà Sam. Trời ơi mấy bạn có biết gì không? Hồi sáng nay các bạn, bà Sammy bà hồ biến phép thuật, bà làm cho mình bị kẹt lại ở trong một cái hố đen vũ trụ. Thế là mình đứng ở đó mấy tiếng đồng hồ luôn, mình không đi học được. Và sáng nay mình bị thầy phạt các bạn ơi. Ôi, trời bực ghê luôn á. Thôi nhưng mà thôi không sao, mình phải ráng đi kiếm Sammy để mình xin lỗi Sam mới được. Cái đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Sam kìa. Sam đang trong canteen đó bạn ơi. Ok, để mình vô mình xin lỗi Sam mới được. Sam ơi. Sam. Gì? Tôi hôm nay tôi có mua pizza đến cho bà nè. Bà ăn pizza cho nó vui ha. Không ăn. Ủa gì mà không ăn? Sam ơi ăn đi mà, tôi xin bà luôn á. Không ăn. Ăn đi mà Sam, cái bánh pizza này á là cái bánh mà bà rất là thích mà. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi với bà đi ăn chung nhau và tôi mời bà ăn bánh này á. Đi mà Sam, làm ơn đừng có giận tôi nữa mà. Đâu tôi biết em. Lỗi rồi. Ôi tôi biết lỗi rồi mà, giận tôi hoài à. Sam. Không. Chị vào bà ăn không? Nani? Ông dám la tôi luôn hả? Tôi đâu có la bà đâu. Tôi chỉ muốn bà ăn bánh pizza thôi mà. Ăn đi mà. Ông được lắm, bây giờ còn kiểu la mắng tôi được hả?
ok, tôi cho ông tội nghiệp luôn. Ủa gì vậy Sam? Ai? Cái gì vậy Sam ơi? Mà sao mà cứ chơi trò này ngoài vậy Sam ơi? Đừng đi, đừng đi mà. Sammy kìa bạn ơi. Hello Sam. Sam ơi. Cái gì vậy? Ê, hôm nay tan học rồi hay là bây giờ bọn mình về nhà chung nhau đi Sam? Bình thường tan học mà tôi với bà hay về chung á. Vậy hả? Nhưng hôm nay tôi muốn đi một mình. Tránh ra tôi đi. Ủa gì kỳ vậy Sam? Đừng giận tôi nữa mà, tôi nói bà nghe. Tính ra trong lớp á là tôi chỉ có chơi thân với một mình bà thôi. Bây giờ bà cũng nghỉ chơi với tôi luôn thì còn ai chơi chung tôi nữa? Đi mà Sam. Tôi không có quen biết ông. Ông đi ra đi. Ôi đừng mà. Ê Sam, tôi nói bà nghe, hôm qua tôi mới coi trên tivi á, tôi học được mấy cái điệu nhảy đẹp nè, đó thấy không? Tôi nhảy cho bà coi à. Nhảy à, tưng tưng tưng, đó nhảy đi, tang tang tang, đó thấy không? Bà thấy tôi nhảy đẹp không? À. Không. Ê bà kia, bà nói ai khùng? Bà thấy tôi nhảy không đẹp thôi, mắc mới bà chửi tôi khùng, bạn bè mà vậy hả? Bây giờ ông còn quát ngược lại tôi nữa hả? Bây giờ ông muốn gì? Ông muốn gọi là tôi Omarasibu không? Hả? Ôi, thách bà luôn á, thách bà luôn á, tôi chạy. Chạy nè, giỏi làm đi. Ây da, ây da, Sam ơi. Bye bye nha. Sam, đừng bỏ tôi đây mà Sam. Sam ơi, đừng mà. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Trời ơi mấy bạn ơi, buồn quá mấy bạn ơi. Đã 3 ngày rồi Sammy vẫn cứ giận mình, Sammy vẫn chưa chịu tha lỗi cho mình mấy bạn ơi. Bây giờ mình phải làm sao đây mấy bạn? Mấy bạn nghĩ cách giúp mình đi. Bây giờ Phong phải làm sao? Phong phải làm như thế nào thì Sammy mới tha lỗi cho Phong đây? Từ trước giờ mình chưa có bạn gái cho nên là mình không biết cách xin lỗi con gái như thế nào hết trơn á. Trời, bây giờ làm cách nào để xin lỗi Sam đây bạn? Mấy bạn có ý kiến gì không? Mấy bạn có cách nào không? Chỉ cho Phong với. Các bạn nhớ bình luận lại cho Phong biết nha. Ơi, giờ sao đây ta? Ủa, gấu bông. Quà. Đúng rồi. À, mấy bạn ơi, mình mới nghĩ ra ý này rất là hay luôn nè. Tại sao chúng ta lại không tặng cho Sam một món quà để xin lỗi ha? Đúng rồi, nếu chúng ta xin lỗi bằng lời nói không á thì sẽ không có thành ý gì hết. Mà nếu như chúng ta xin lỗi mà có thêm một món quà tặng cho Sam thì mình nghĩ rằng là Sammy sẽ rất là vui và Sam sẽ tha lỗi cho mình. Đúng rồi. Nè, con gái nào mà chẳng thích quà đúng không các bạn? Mình là con trai mà còn thích quà nữa mà. Ok, hai chị quyết định vậy nha. Bây giờ mình sẽ đập heo đất nè để mình kiếm tiền mình mua cho Sam một món quà mới được. Hey, con heo đất này tính ra là mình đã để được mấy năm rồi các bạn. Chắc là bây giờ mình sẽ đập nó ra để mình gọi là làm một sự kiện thật là lớn để gọi là xin lỗi Sam vậy. Đúng rồi, ok, đập heo đất ra nè. Đấy, đập con heo đất ra. Ui, được 25 vàng luôn các bạn ơi. Nhiều dữ, 31 vàng. Mình có tiền rồi nè các bạn. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đi mua quà tặng cho Sam nha. Ok, để mình đi bộ đến gọi là chỗ bán gọi là đồ chơi nữa bạn. Theo như bạn nghĩ rằng là con gái sẽ thích cái gì, các bạn nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Rõ ràng là mình nhớ có một cái tiệm bán đồ chơi nằm ở đâu đó quanh đây mà ta. Ủa, khoan, hình như là chỗ này thì phải. Hình như là đúng rồi, đâu để mình vào mình xem coi. Wow, mấy bạn ơi, bạn coi kìa. Nhiều đồ chơi quá mấy bạn ơi. Wow, thiên đường. Trời ơi, mấy bạn biết gì không? Từ nhỏ lớn giờ, lần đầu tiên Phong mới bước được vào trong đây nha các bạn nha. Các bạn biết tại sao không? Do nhà Phong nghèo lắm, đâu có tiền đâu mà mua đồ chơi. Đây là lần đầu tiên Phong vào đây luôn á. Trời ơi, nhiều đồ chơi quá à. Ok, để mình vô xem thử coi. Dạ, con chào bác chủ quán. Dạ, con chào bác. Dạ, hôm nay con đến đây để con mua đồ á bác. Bác cho con đi lựa nha. Dạ, con chào bác. Ok, rồi để vòng vòng để xem coi. Wow, nhiều đồ quá à. Từ, ở chỗ này có nguyên thùng đồ chơi luôn nè các bạn ơi. Nhìn đã ghê luôn á. Mình muốn mua hết tất cả đồ chơi ở đây luôn bạn ơi. Nhiều đồ chơi quá trời luôn. Muốn mua hết luôn á trời. Nhưng mà mình nghĩ là chắc tiền của mình không đủ để mua hết đống này đâu. Ok, để xem coi. Có quà nè, có cả gọi là gì đây, cái gì đây. Cái này là hình như là đang đánh nhau nè. Đang gọi là cái võ đài đánh nhau nữa bạn. Trời đẹp dữ. Nguyên một con người tuyết luôn. Xịn dữ, con này là con thỏ nè. Wow, đồng hồ, khói rubik. Trời ơi, bên đây là máy chơi game nữa bạn. Trời ơi, mấy cái máy này đắt tiền lắm luôn á trời. Ôi đã quá à. Trời ơi, nếu như mà bây giờ mình mua được một cái máy này là mình sẽ có máy để chơi game á bạn ơi. Thôi mà không, tính ra là mình đang đến đây để mua quà cho Sam chứ không phải mua quà cho mình đâu mà mình đòi mua tùm lum la thứ. Ok, để xem coi có gì tặng cho Sam được không ta. Pikachu được không nhỉ? Thôi Pikachu nhìn cũng không đẹp lắm. Wow, bên đây có một con gấu bông nè bạn. Con gấu bông này nhìn cũng khá là dễ thương nha. Hay là bây giờ mình mua con gấu bông này ta. Mấy bạn nghĩ sao? Mình thấy con gấu bông này là đẹp nhất rồi các bạn.
À, bác ơi, bác lấy cho con cái con gấu bông này nha bác. Con muốn mua cái con này bác ơi. Wow, con gấu bông đẹp quá mấy bạn ơi. Dạ dạ con cảm ơn bác. Dạ con gấu bông này bao nhiêu tiền bác? À, 1 vàng ạ. À. Dạ đây con gửi bác ạ. À. Dạ, rồi con cảm ơn bác nhiều nha. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ mình đã có quà tặng cho Sam rồi. Trời, vậy là vui quá trời đất luôn. À con cảm ơn nhiều ạ. À. Bây giờ mình sẽ đem món quà đến tặng cho Sam để xin lỗi mới được. À, Phong Cận hả? Bây giờ mày mới chịu lòi cái bản mặt mày ra đây hả? Mày có biết là tao chờ mày từ hồi sáng giờ không hả? Ông kiếm tôi làm gì vậy? Cái gì? Mày còn hỏi được câu đó hả? Mày không nhớ là hôm bữa mày đã làm gì với tao hả? Hả? Tôi nói bạn nghe nè. Hôm bữa là do bạn đánh tôi trước. Cho nên là tôi mới đánh bạn thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ gây thù chuốc oán nhau như vậy mãi thì làm sao mà có thể trở thành bạn nhau được. Bạn hả? Tao không có bạn bè gì với mày đó. À, tao cũng không cần biết. Ngày hôm nay tao đã đem anh em của tao tới đây để xử lý mày nè. Để coi mày sẽ đánh lại bọn tao như thế nào. Anh em, lên! Dừng lại! Nè, cái đâu nó làm trò gì vậy? Lớp trưởng. Ủa, tại sao bà lại ở đây vậy? Mà khoan, Phong, ông có sao không? Tôi không sao, tại vì từ nãy giờ cây cũng chưa làm gì tôi hết á. Hên quá à. Nè, Caron, ông biết là tôi thất vọng với ông lắm không hả? Suốt ngày bỏ học không chịu học hành gì hết, mà còn giao lưu với mấy cái tên côn đồ nữa. Ông muốn làm trò gì đây, Caron? Ê, bà có biết á, là hôm bữa cái tên Phong Cận này á, đã làm cái gì với tôi không hả? Mà bà nói như vậy? Nói chung á, tôi cũng không biết chuyện gì với hai người, nhưng tôi thấy ông đang định đánh Phong Cận kìa. Nhưng mà tại đúng sao lúc nào bà cũng bên thằng Phong Cận đó giờ? Bà không chịu hiểu cho tôi. Ý ông là sao chứ? Bởi vì cậu ấy là bạn của tôi, với lại tôi là lớp trưởng nữa. Lớp trưởng thì phải bảo vệ gọi là những người bạn của mình chứ, đúng không? Bà có biết là tôi thích bà không? Hả? Cái đó ông thích Simi á? Ông đang nói gì vậy? Với lại tôi không thích ông đâu, bởi vì ông giang hồ quá à. Tôi sợ lắm. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Thằng Phong Cận, hên cho mày ngày hôm nay á là có lớp trưởng ở đây. Nếu không thì á mày cũng bầm dập rồi. Anh em đi. Ê Cây, Cây ơi, Cây. Ai, trời ơi, không hiểu sao luôn, Cây Đon cứ suốt ngày kiếm mình để đánh mình vậy ta. Ủa mà Sim ơi, hồi nãy Cây Đon bảo là Cây Đon thích bà á. Bà tại sao bà lại từ chối ca vậy? Thật ra thì tôi cũng có thích ca một chút á. Nhưng mà không biết tại sao lúc cô ấy lên cấp 3, cô ấy lại kiểu trở nên giang hồ, nên tôi cũng sợ lắm. Nếu mà tôi cũng đang chờ cô ấy, nếu mà cô ấy thay đổi thì tôi cũng có thể thích cô ấy lại. À, hóa ra là vậy à. Tại sao tôi lại nói chuyện này với ông chứ? Nè, lo về nhà làm bài tập nha. Tôi về trước đây. Ủa có gì đâu mà mắc cỡ Sim ơi. Trời ơi, làm bài tập đi. Ok. Trời ơi bạn ơi, mấy bạn thấy Sim mắc cỡ nhìn mắc cười không bạn? Nhưng mà mấy bạn ơi, Kairon thật ra là Kairon cũng rất là tốt bụng nha các bạn nha. Chẳng qua là do là Kairon lên cấp 3 á bạn. Kairon chơi với rất là nhiều những bạn xấu, cho nên là Kairon dần dần cũng trở nên gọi thành người xấu luôn. Chứ thật ra Kairon rất là tốt bụng luôn các bạn ơi. Mấy bạn nên nhớ nè, những bạn nhỏ nè, nhớ là mấy bạn phải chọn bạn mà chơi nha. Mấy bạn nhớ là phải chơi chung những người tốt, những người bạn tốt thì chúng ta mới có thể trở thành người tốt được. Không được giao du chơi chung với những người bạn xấu nha mấy bạn. Thôi bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ đem món quà về tặng cho Sam thôi. Mày ghê á, cũng có Simmy, không thôi là xém nữa mình bị đánh rồi các bạn ơi. La 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 la. Ok mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy cái gì đằng sau lưng của mình không mấy bạn? Tèn. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là một cái hình trái tim to đùng luôn. Mình mới vừa xây ra để mình xin lỗi Sam mấy bạn. Đấy, ở đây nè bạn, bạn coi nè, mình có để thêm cả hoa nè và xây cả sân khấu nữa. Nhìn nó hơi giống đám cưới hả bạn? Nhìn y hệt đám cưới luôn á. Nhưng thật ra cái này không phải là đám cưới nha các bạn. Cái này là mình xây ra để mình xin lỗi Sam á, chứ không phải là đám cưới đâu. Hay là mình dùng cái này mình tỏ tình Sam ta? Thôi tào lao quá, không được đâu. Này, không biết Sam có thích mình hay không nữa, chứ đó mà tỏ tình cái gì đúng không? Đầu tiên là mình phải xin lỗi Sam trước đã, bởi vì là Sam hiện tại đang giận mình đấy bạn ơi. Khoan, ở bên đây các bạn cho mấy bạn coi nè. Đây, bạn thấy không?
nguyên một bàn đồ ăn luôn bạn ơi, rất nhiều đồ ăn luôn, có cả heo quay nữa bạn, nguyên con heo quay to đùng nữa bạn thấy không, nguyên con heo quay luôn đấy. Hôm nay mình đã chuẩn bị rất là nhiều thứ để xin lỗi Sam luôn các bạn ơi. Hy vọng rằng là Sam sẽ hiểu được tình cảm của mình và Sam sẽ tha lỗi cho mình, không còn giận mình nữa các bạn ơi. Mấy bạn hãy nhớ cổ vũ cho Phong nha. Đấy, ok. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ Sam tới rồi chúng ta sẽ xin lỗi Sam nha các bạn nha. Mấy bạn nhớ là hãy gọi là qua bên kênh của Sammy và sau đó là comment rằng là Sammy ơi, chị tha lỗi cho anh Phong đi, để cho Sam gọi là không còn giận mình nữa nha, Sam sẽ tha lỗi cho mình nha các bạn. Mấy bạn nhớ nha, nhớ ủng hộ cho Phong nha các bạn nha. Đấy, ok. Hay, bây giờ mình đứng đây mình chờ Sam thôi. Hình như hôm nay có tính toán thì phải, nhưng mà cũng may là hôm qua mình đọc bài rồi. Ủa? Hình như trường mình đang tổ chức sự kiện gì thì phải. Ôi, có hoa, có trái tim quá trời nè. Ôi, nhìn hoành tráng quá ta. Chắc phải vào xem thử nha. À, Sam, Sam, Sam kìa bạn ơi, Sam, Sam, Sam tới, Sam tới. Ôi, chuẩn bị bạn, chuẩn bị. Không làm gì vậy? Hello Sammy. Và lời nói đầu tiên cho phép tôi gửi đến quan viên hai họ, nhà trai, nhà gái, cô dâu, chú rể. Không hả? À, nhầm, nhầm, trời, 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 mấy bạn ơi, mình quên mất, mình nhầm, mình tưởng đây là đám cưới bạn ơi. Sao mà tôi nói bà nghe nè, như bà đã thấy ở đây có rất là nhiều hoa thảm đỏ, rồi có thêm đằng sau lưng tôi là nguyên một hình trái tim to đùng luôn, là bà hiểu rằng là tình cảm tôi dành cho bà như thế nào. Mày tránh ra coi, con vô duyên này, ra cho khác coi. Trời ơi trời, con vô duyên thiệt chứ. Bà hiểu là tình cảm của tôi dành cho bà như thế nào mà. Cho nên là tôi nói bà nghe nè, bà đừng có giận tôi nữa mà Sam, hãy tha lỗi cho tôi đi. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ rồi mà, để tôi xin lỗi bà nè. Sam. Ôi đừng có giận tôi nữa mà Sam, đừng giận nữa mà, làm ơn đi. Bà coi nè, thấy không, chuẩn bị nguyên trái tim to đùng luôn, để thể hiện cho tình bạn của chúng ta lúc nào cũng gọi là bên nhau mà Sam. Đúng không? Ông chỉ xây hình trái tim siêu to khổng lồ này, nghĩ là tôi hết giận ông hả? Không. Thôi mà Sam, tôi xin lỗi bà mà. Bà biết là thời gian qua bà giận tôi buồn lắm không? Với lại là mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi Sam ơi, làm ơn đi mà, tha lỗi tôi lần này đi. Tôi hứa từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ tôi giận bà gọi là vô cớ vậy nữa. Làm ơn đi. Không. Làm ơn mà. Tôi có mua một con gấu bông rất là đẹp để tặng cho bà à Sam nè, bà coi nè. Đây. Ồ, bà thấy con gấu bông đẹp không? Đấy. Ủa, trời, nó bị gì vậy? Trời, con gấu bông bị gì nè mấy bạn ơi? Ê, nó bị gì vậy? Ủa, đâu nó dễ thương hả? Nó dễ thương mà, thấy không? Bà không biết đâu, nhà tôi nghèo lắm, cho nên là tôi là cố gắng tiết kiệm tiền lắm á, tôi mới mua được con gấu bông này cho bà, với lại chuẩn bị thêm nhiều thứ ở đây nữa nè. Cho nên là làm ơn đi, tha lỗi tôi đi mà Sam, đi mà Sam. Ông biết thời gian vừa qua ông làm tôi buồn lắm không hả? Tôi biết mà, cho nên là vì vậy cho nên là tôi đã biết lỗi rồi. Tôi hứa là từ nay tôi sẽ không bao giờ giận dỗi vô cớ vậy nữa. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng hơn. Cho nên là bà đã tha lỗi tôi nha. Thôi được rồi, nói chung là ông cũng có tâm xin lỗi nên thôi tôi sẽ bỏ qua ông, nhưng lần sau ông không được gọi là giận vô cớ với tôi nữa nha. Tôi hứa lần sau tôi không bao giờ tôi giận vô cớ nữa, cho nên là Sam tha lỗi tôi rồi đúng không? Tôi tha lỗi ông rồi. Yeah, vui quá mấy bạn ơi, cuối cùng thì Sammy cũng đã tha lỗi cho mình rồi. Trời ơi trời, vui quá. Ok thôi sao tôi nói bà nghe nè. Ê, lụm con có bông qua đây nè. Tôi nói bà nghe, tôi có chuẩn bị nguyên một bàn đồ ăn to đùng luôn đấy. Ê, hôm nay nếu như mà tôi xin lỗi bà thành công ha, thì coi như tôi bà sẽ cùng nhau ăn một bữa ăn thật là ngon. Còn nếu như mà tôi xin lỗi bà mà không chịu tha lỗi cho tôi á, thì coi như tôi sẽ ăn hết đống đồ ăn này cho tôi trung thực, tôi chết luôn. Ông nghe luôn à? Đúng rồi. Là trời. Hiểu không? Đấy. Hiểu không? Đã ok rồi. Đây tôi để con gấu bông tôi tặng cho Sam kế bên này. Đấy, hiểu không? Rồi ok, còn bên này sẽ là bàn của tôi. Đây, ok, bây giờ bọn mình cùng nhau ngồi ăn thôi Sam. Hay. Mà khoan, từ từ các bạn ơi. Hay là bây giờ sẵn dịp là có trái tim ở chỗ này, hay là mình tỏ tình Sam luôn ta? Ý. Mà không được. Không được. Rồi rồi, mình cần thêm thời gian, mình không thể nào tỏ tình Sam lúc này được. Hay, mấy bạn ơi, có bạn nào muốn Phong làm một tập tỏ tình Sam mấy bạn? Nếu bạn muốn nhớ bình luận lại cho Phong biết nha. Chứ mình nghĩ là bây giờ thì chưa đến lúc đâu. Thôi, mình ăn thôi Sam, cùng nhau ăn nào. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta, và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Anh khi sinh ra tính vốn thật thà, nên là thương anh phải nói ra. Muốn được bên em đến cuối cuộc đời, thế nên là anh không muốn cách xa.
cách xa. Ở ngoài kia bao nhiêu chàng trai vì thấy em xinh tỏ tình là chính, còn anh ấy không giống bọn nó vì anh yêu em nên mới thả thính đó nha.